mình hướng dẫn bạn làm xong nộp luôn nhá. Không, hôm trước bạn hướng dẫn rồi thì nay mình sẽ mình tự làm À, ừ, sau rồi. đó là nhá. Mà Rồi. mình bảo này hướng dẫn mình cách update cái hệ thống kê khai trước ạ. Ok, trên bạn mở trên mắt trên desktop trên màn hình của bạn đã. Trên màn hình của bạn đã có HTKK chưa? Có rồi 3.4.5. nhưng mà nó là bằng 3.4.5 Thế thì nên là mình nó bảo mới. nhá. Bây giờ này thường ấy lên cái trang bây giờ thường khi mà hàng quý ấy, thì bạn nên cập nhật lại cái HTKK vì trong trường hợp là nhiều khi là nó hay nâng cấp. Đấy, thế thì bạn vào đâu bạn bạn cập nhật. Bạn sẽ vào trang chủ của trang nhận tờ khai.gdt.gov.vn được chưa? Và trang chủ này. Đó, thế thì tại đây nó có chữ phần mềm HTKK này, nhìn thấy chưa? Đó, hoặc là ví dụ là phần mềm HTKK đây. Bạn click nó vào, bạn làm đi, mình nói cho bạn cách làm thôi, để còn đấy cho bạn làm. Bạn click vào đó thì nó sẽ tải cho mình cái bộ cài về nhá. Xem đây rồi, đúng rồi, lưu nó lại, bạn sẽ lưu nó vào một cái ổ nào đấy coi như là ổ phần mềm, ví dụ cho vào ổ D chẳng hạn, cho vào ổ D đi đó, thì bạn có thể lưu ở đó, bạn lưu lại đi. Nếu mà mình tải cái này về thì cái 3.1.3 sẽ ăn cái cũ đi được không? Có hai cách, một là bạn gỡ cái đấy ra và cài đặt lại, hoặc là nó tự cập nhật nâng cấp lên nhá. Bây giờ như này này, đóng vào. Bạn cứ cài đi và nó sẽ tự động nó cập nhật, nó nâng cấp cái kia. Bây giờ cài nó sẽ có cái hỏi là bạn muốn cài lại từ đầu hay là bạn HTKK đây đúng không? Đây, giải nén nó ra. Bạn click cực phải này, tích chắc kia. Tích vào đây. Tích vào chữ setup này nhá. Được chưa? Sau đó nó hiện ra chữ run thì bạn nhấn vào run này. Nó sẽ hỏi là chọn công việc cần thực hiện, có nghĩa là cài đặt nâng cấp ứng dụng hoặc là gỡ bỏ ứng dụng cũ để là cài đặt lại mới, thì bạn cứ kích vào chữ cài đặt nâng cấp ứng dụng nhá. Được chưa? Rồi, nhấn tiếp theo này. Rồi sau đó bạn nhấn kết thúc này, được chưa? Trên màn hình lúc này nó đã có cái HTKK 3.4.6 rồi. Click vào đây, kệ nó, cái cũ bạn có thể gỡ ra, à bạn xóa khỏi màn hình đi, bạn xóa khỏi màn hình đi được tư hãng chút nữa nhá. Bây giờ xem á, quảng cáo in thời gian vàng đúng không, công ty của bạn à, đó thì bạn click vào tên công ty của mình, sau đó vào cái phần thuế giá trị gia tăng này, tích vào 01 GTGT này, tờ khai thuế khấu trừ thông tư đây, sau đó bạn chọn tờ khai theo quý được chưa. Thế còn phụ lục ở đây không chọn đâu, bởi vì bây giờ tờ khai chúng ta chỉ cần nộp tờ khai chính thức thôi, không kèm phụ lục. Phụ lục mình chỉ cần lưu lại, tự lưu lại và kẹp vào cùng với cái tờ khai bạn, nghĩa là tờ khai này sau khi bạn nộp xong rồi, ok rồi thì bạn tải về, bạn in ra, bạn kẹp cùng với hai phụ lục kia nhá. Ok, thế bây Không giờ cần chọn phụ lục đúng không? không không cần chọn, chỉ cần chọn thứ ba thôi, chọn tờ khai lần đầu được chưa, đồng ý này được chưa. Ok rồi nhá, bây giờ mình sẽ lập tờ khai thuế quý ba được chưa nhá. Bạn làm đi, mình hướng dẫn bạn thao tác. Đúng rồi. Ok chưa? Bây giờ sau khi bạn lên tờ khai xong, bạn cứ kiểm tra hết tất cả các cái chỉ tiêu 22 này khớp, chỉ tiêu 23, 24 này khớp về trên phụ lục 01-1 được chưa. Đây tiền trước thuế, tiền sau thuế đây, bán hàng đây thì nó lại sẽ khớp với trên phụ lục 01-1 được chưa.
Ok rồi nha. Ok rồi thì bây giờ bạn ghi tên giám đốc vào đây này, ngày ký ngày 26 tháng 10 này. Nhấn tất nhá. Được chưa? Đấy nó báo là tại vì do là không khớp nên nó báo như này này. Ok, xong rồi. Sau khi bạn lên tờ khai ở trên phần mềm Misa xong rồi thì bạn sẽ click vào cái chữ in này. In này và bạn chọn phụ lục, hai cái phụ lục mua vào bán ra nhá. Được chưa? Thì lúc này nó sẽ ra cái dạng cái tờ khai như thế này. Thì mình sẽ thực hiện thêm một cái thao tác nữa là xuất khẩu XML để nộp báo cáo hoặc nhập khẩu vào HTKK. Có nghĩa là mình sẽ xuất khẩu cái tờ khai ở trên Visa này ra để mình nhập khẩu vào HTKK, phần mềm hỗ trợ kê khai thuế đấy, là để mình nộp tờ khai nhá. Ok, thế bạn sẽ xuất khẩu XML này. Và mình giả sử mình lưu nó vào ổ desk ở ngoài desktop, tên của nó là thông tư 26 tờ khai thuế khấu trừ này nhá. Mình sẽ lưu lại nó ngoài desktop. Đó. Xuất khẩu thành công, bạn có muốn xem không? Đây. Đây nó kết xuất ra được cái tờ khai thuế như thế này. Tuy nhiên cái dạng XML này thì không phải là cái định dạng để mình nộp. Định dạng mình nộp cũng là XML nhưng mà mình định dạng phải qua cơ quan thuế. Có nghĩa là bạn phải vào HTKK này này. Được chưa? Vào HTKK, chọn cái mã số thuế của công ty mình, sau đó nhấn đồng ý. Bạn vào tờ khai thuế giá trị gia tăng khấu trừ này, được chưa? Chọn đến quý 3, được chưa? Phụ lục thì bây giờ tờ khai nó không đi kèm phụ lục nữa, thế nên là mình sẽ không chọn phụ lục, được chưa? Ok, ở đây nó là tờ khai trắng. Thế thì bây giờ mình sẽ tiến hành nhập khẩu từ cái file XML mình vừa kết xuất từ Misa ra đó. Mình sẽ nhập khẩu vào. Bạn nhấn vào chữ nhập khẩu nhé. Ra màn hình desktop, tìm đến cái file mình vừa kết xuất. Rồi, đây. Cái tên vừa xong mình kết xuất là thông tư 26 đây. Được chưa? Mình chọn đến nó và bạn nhấn open này. Nhập dữ liệu từ XML thành công. Ok. Đó, sau đó bạn kiểm tra lại với cái thông tin ở trên phần mềm này xem nó nhập khẩu vào nó khớp chưa. Bình thường là nó nhập y hệt luôn, không có gì sai sót cả đâu nhá. Được chưa? Có nghĩa là mình làm trên phần mềm nó có cái nhanh là như thế. Bình thường nếu mà bạn làm trên Excel ấy thì bạn đã ra được bảng kê rồi thì bạn lại phải nhìn chỉ tiêu, bạn tự đánh tay vào. Tuy nhiên trên phần mềm thì bây giờ nó lại bỏ mất cái phụ lục mua vào bán ra rồi, đỡ rồi đấy. Chứ ngày trước là nó có phụ lục mua vào bán ra, mình cũng kết xuất từ phần mềm ra và nó nhập khẩu hết lên, nó rất là nhanh, mình không phải đánh tay nữa, rất là ok. Đấy thì cái này, những cái này nó đã nhập khẩu lên rồi nhá. Sau đó thì bạn nhấn ghi này, ghi này. Thì khi mà cái tờ khai mà bạn nhập khẩu vào trong cái XML này bây giờ bạn kết xuất ra thì nó mới là cái tờ khai để nộp cho cơ quan thuế. Nó có cái định dạng như thế này này. Ví dụ HAN này là ký hiệu ở ngoài Hà Nội này, còn đây là mã số thuế công ty của bạn này, được chưa? Tờ khai thuế giá trị gia tăng quý 3 năm 2017 này, được chưa? Bây giờ mình sẽ lưu ở ngoài desktop nhá. Mình sẽ tạo một folder. Như folder này, bạn sẽ viết là tờ khai thuế. Hoặc là bạn có thể viết là báo cáo thuế quý đi. Báo cáo thuế quý chưa? Ok nhá. Bạn sẽ lưu cái tờ khai này vào báo cáo thuế quý này. Lưu lại này. Kết xuất thành công. Thế là mình đã kết xuất xong tờ khai thuế giá trị gia tăng. Đó, được chưa? Thế bây giờ tiếp theo nữa, công việc hàng quý mình sẽ làm ngoài nộp tờ khai này thì bạn sẽ làm cái báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn nữa, vì công ty mình có xuất hóa đơn đầu ra. Còn nếu mà trong trường hợp công ty mà chưa đặt in hóa đơn thì không cần phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, được chưa? Ok, thế bây giờ mình sẽ vào phần hóa đơn này, mình làm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn này. Bạn đã biết làm chưa? Đã biết làm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn chưa?
Ok nhé. Không, để cho bạn tự vào. Bạn vào phần hóa đơn này, vào phần báo cáo sử dụng hóa đơn này, BC26 trên AC này, chọn quý 3 này, năm 2017 này, nhấn đồng ý này, được chưa? Thế thì như này, thường thường ấy, thì ví dụ như là bên mình mà làm dịch vụ, nhiều khi kế toán nội bộ mà họ không có nói cho mình biết là trong cái quý đó có đặt in hóa đơn không, họ quên ấy, thì mình cẩn thận nhất mình sẽ phải vào cái phần tra cứu hóa đơn. .gdt.gov.vn. Được chưa? Enter này. Bạn sẽ vào cái trang tra cứu hóa đơn này để xem trong cái quý này nó có phát hành hóa đơn hay không. Nếu mà có phát hành thì mình phải khai báo vào trong cái thông báo tình hình sử dụng hóa đơn kia. Còn nếu không phát hành thì thôi, được chưa? Bạn sẽ chọn thông tin thông báo phát hành, chọn đến tổ chức cá nhân này. Và đây bạn điền mã số thuế công ty bạn vào. Ngày phát hành bạn chọn trong quý này, ví dụ quý 3 là từ 1 tháng 7 năm 2017. Đến ngày 30 tháng 9 năm 2017. Mã xác nhận này bạn điền vào. Nhấn tìm kiếm này. Không tìm thấy kết quả có nghĩa là trong kỳ mình không có thông báo phát hành hóa đơn. Đây là mình ví dụ nếu mà bạn đi làm dịch vụ cho nhiều công ty thôi. Hoặc là nhiều khi mà còn thực tế là mình đi làm kế toán cho công ty mình thì cái quý này có phát hành hay đâu không, thì mình là kế toán mình sẽ phải là người đi phát hành nên mình sẽ biết rồi, đúng không? Ok chưa? Thế còn nếu mà bình thường như bên mình đi làm dịch vụ mà nhiều khi kế toán không thông báo, mình cẩn thận mình sẽ vào cái trang này để tra cứu. Nếu mà có thấy kết quả thì mình sẽ vào cái này, mình sẽ điền vào cái số phát hành trong kỳ này. Được chưa? Ok, thế bây giờ nha, mình không có phát hành trong kỳ thì bạn nhấn cái F6 để xóa dòng đi. Nhấn phím F6, F6 để xóa dòng. Ồn nhờ, văn phòng bạn hôm nay ồn thế. Ok, thế cái ký hiệu mẫu số hóa đơn này là cái ký hiệu mẫu hóa đơn ở trên công hóa đơn của công ty bạn, được chưa? Mẫu số này, ký hiệu hóa đơn này, bạn mở hóa đơn đầu ra mình xem nào, có ở đấy không? Ok, thì nhìn ở trên hóa đơn đầu ra của mình nhá, nhìn xem cái ký hiệu hóa đơn là như nào thì mình điền như thế. À, 17P chắc là bạn mới đặt in năm nay đây, phải không? Hóa đơn mới đặt in. À không, đây là mình... Làm sao? Đầu vào của nhiều công ty ký hiệu nó là bao nhiêu? À, không sao, đấy là do tại vì cái 15, 16, 17 này là do cái năm người ta đặt in hóa đơn thôi. Có khả năng là người ta đặt in hóa đơn nhiều thì từ đấy đến giờ họ chưa viết hết cái đợt đặt in hóa đơn đấy thì nó vẫn còn để lưu hành tiếp. Được chưa? Không ảnh hưởng gì cả nhá. Thì đây là mình khai báo về cái hóa đơn đầu ra của mình nhá. Được chưa? Số tồn đầu kỳ này thì bạn phải kiểm tra với cái báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý trước. Xem là có phải là nó đã khai báo đến số 17 này không. Nếu ok rồi thì mình sẽ tiến hành. À ok, thế thì quý này bắt đầu từ số 17 đúng không? Mình phải kiểm tra kỹ nhé, không cẩn thận bỏ sót nhé. Thế thì bạn xem cái số lượng sử dụng trong kỳ này của mình là bao nhiêu hóa đơn nhá. Đây phần mềm Misa đây. Đóng vào đầu ra. Đầu ra sử dụng là 20 hóa đơn đúng không? Đúng không? Thì số lượng sử dụng bạn viết là 20 hóa đơn. Xóa bỏ, trong kỳ mình có một hóa đơn xóa bỏ đúng không? 0029 ở đây là 28 đến 30 thì chỗ này là 29 thì bạn sẽ điền là số hóa đơn 29 và điền đủ 7 số nha. Ok, xong rồi. Thế
Thế là xóa bỏ trong kỳ là mình xóa bỏ một cái thôi đúng không? Và mình sử dụng 20 cái hóa đơn. Thế thì trang kỳ sau sẽ bắt đầu viết là từ số 38 đến số 200 chuẩn nhá, chốt nhá. Chứ trong quý này không được viết số 38 nữa đâu nhá. Số 38 viết rồi, 38 đến số 17 viết rồi. 38 là của quý 4 viết rồi đúng không? Ok, xong rồi nhá, thế thì mình khai báo xong rồi. Ok, xong nhấn ghi nhá. Ghi rồi này. Sau đó mình lại tiến hành kết xuất ra XML. Kết xuất luôn cùng với cái loạt tờ khai này. Được chưa? Thế là xong. Ngoài ra thì hàng quý bạn sẽ phải là tạm tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Nếu bạn thấy trong cái quý đó mình lãi thì mình sẽ tạm tính để mình nộp theo quý, chứ không cần nộp tờ khai, mình nộp tiền thôi. Được chưa? Tuy nhiên doanh nghiệp mình lỗ thì mình không cần phải tạm tính, cũng không cần phải nộp tiền nữa. Được chưa? Ok, còn một cái nữa là về quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Thì nếu mà trong kỳ mà có phát sinh thuế thu nhập cá nhân thì bạn phải làm tờ khai tạm tính thuế thu nhập cá nhân theo quý và tạm nộp. Tuy nhiên trong doanh nghiệp mình lương của nhân viên không đến mức phải nộp thuế thu nhập cá nhân, hay là cũng không có cái người làm thời vụ mà phải mất 10% thuế thu nhập cá nhân, thì mình sẽ không cần phải nộp cái đấy nữa. Được chưa? Đây, kết xuất ra hai cái báo cáo này rồi, xong rồi thì mình tiến hành đi nộp. Nộp thì bạn sẽ vào đâu? Bạn sẽ vào cái IETAS và cái Internet ấy, và cái chữ E ấy. Đây này, và chữ E để nộp nhá. Chứ bạn vào cốc cốc là nó không có hỗ trợ nộp tờ khai thuế đâu, nên là bạn không nộp được đâu. Bạn sẽ vào cái chữ E này. Ok, xong rồi nhá. Xong rồi nhá. Bạn nhấn vào chữ chọn tệp tờ khai. Được chưa? Chọn tệp tờ khai này. Xong tìm đến phần desktop này. Khi đấy bạn có lưu ở ngoài desktop đúng không? Tờ khai quý 2, à báo cáo quý 2 thì phải. Báo cáo thuế quý, đúng không? Lúc nãy mình lưu là ở trong báo cáo thuế quý này. Click vào báo cáo thuế quý, nhấn Open này. Sau đó bạn sẽ chọn hai cái tập này để thử lần lượt. Đầu tiên là đây là tờ khai thuế nhá. Open này. Được chưa? Chọn xong rồi thì nhấn vào chữ phí điện tử này. Sau đó bạn điền mã số PIN vào. Số PIN này chắc là bạn điền trước đấy rồi. Ok rồi đấy nhỉ. Nhấn chấp nhận này. Phí tệp tờ khai thành công, nhấn OK này. Nộp tờ khai này. Phí xong rồi thì nộp nhá. Nộp xong với tờ khai thuế rồi thì mình lại chọn tệp tờ khai tiếp để mình nộp cái gì? Báo cáo sử dụng hóa đơn nhá. Đây, Open, chọn lên báo cáo sử dụng hóa đơn. Ký điện tử này, số PIN điền vào rồi nhấn chấp nhận này. Ký thành công rồi thì nhấn nộp tờ khai này. Ok chưa? Xong rồi nhá. Xong rồi, sau khi nộp xong rồi thì bạn sẽ vào phần tra cứu này. Bạn sẽ tra cứu trong ngày hôm nay là 26 tháng 10 năm 2017. Ngày nộp đi, bạn điền đi. 26 tháng 10 năm 2017. Gạch ngang, có gạch nhá. Nó không tự gạch cho mình đâu. Nhấn vào tra cứu này. Thì nó sẽ ra hai cái tờ khai bạn vừa nộp. Và nó có trạng thái là đã gửi tờ khai thành công đến cơ quan thuế. Có nghĩa là nó đã tiếp nhận hồ sơ của bạn. Còn tờ hồ sơ của bạn đã được chấp nhận hay chưa thì ngày mai bạn tra cứu lại xem thế nào nhá. Được chưa? Ok nhá. Rồi, thế là xong cách nộp tờ khai thuế rồi. Quý sau cứ thế mà làm thôi nhá. Ok chưa? Ok nhá. Ừ, xong rồi, mai tra cứu lại là được nhá. Mai tra cứu xem chấp nhận chưa.
Đúng rồi, mai đăng nhập vào phần tra cứu xem nó có thông báo gì gửi về không nhá. Ok.